xe cứu hộ Tom. Chào xe tải quái vật Malay. Hôm nay bạn khỏe không? Ôi trời, bạn thật mạnh mẽ. Wow. Giờ bạn đang phô diễn. Ồ không, Malay. Một bánh xe của bạn vừa bị xẹp. Ồ ồ, mình nghĩ bạn cần giúp đỡ rồi, Malay. Xe cứu hộ Tom có thể sửa cho bạn. Đợi ở đây, mình đi nhờ bạn ấy nha. Nè Tom. Nghe nè Tom. Xe tải địa hình Malay đang gặp rắc rối. Bạn ấy cần bạn giúp, bạn sẽ đến đó chứ. Tuyệt Tom. Đi với mình, đi tìm Malay nào. Nhìn kìa Tom, Malay ở kia đang đợi chúng ta. Nè Malay, nhìn xem ai đến đây. Giờ bạn an toàn rồi Malay, vì vậy đừng lo nha. Giờ cùng làm nào. Hơi khó hả Tom? Đến gara thôi mọi người ơi. Sẵn sàng chưa Malay? Sẵn sàng chưa Tom? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thế nào đây? Ồ, được rồi, chúng ta có thể thay bánh xe bị thủng của Malay. Vậy chúng ta có gì ở đây? Là bánh xe kia, không nghi ngờ gì nữa. Cùng làm thôi. Đến lúc thay bánh xe thủng rồi. Làm tốt lắm Tom. Cẩn thận nha Malay. Giờ bạn sẵn sàng để vượt qua bất cứ thứ gì. Còn gì nữa không Tom? Nè Malay, bạn có thể mở cửa ra không? Tom muốn kiểm tra bản đồng hồ của bạn. Ồ, nhìn kìa Tom, cánh cửa của Malay bị kẹt rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Đợi đã, để mình đoán. Chúng ta có thể thay cánh cửa. Hoàn hảo. Đến lúc sửa cánh cửa rồi. Bạn có thể kiểm tra cánh cửa lần nữa không Malay? Tuyệt. Giờ cánh cửa mới làm việc hoàn hảo rồi đó. Nhìn cái hãm xung kìa Tom, nó bị rỉ sét rồi. Phải, thay nó thôi. Vậy bạn nghĩ màu nào sẽ hợp với Malay? Cái màu đỏ hả? Không. Được rồi, cái màu đen. Lựa chọn tuyệt vời lắm Tom. Wow, Tom, làm tốt lắm. Nhìn Malay rất hợp với cái hãm xung mới và sáng này. Còn gì nữa không, Tom? Những ống xả khói kia nhìn cũ quá. Chúng ta cũng nên thay chúng. Nhìn ống xả khói kia mới lớn làm sao. Mình rất ấn tượng đó, Malay. Còn gì nữa không, Tom? Chúng ta vẽ hoa văn thú vị bên hông xe thì sao nào?
Tuyệt vời, Tom. Giờ nhìn Miley như là một siêu sao vậy. Bạn nghĩ sao hả Miley? Đến lúc đi rồi Miley. Chúc vui vẻ. Tạm biệt. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Chào Jerry, một chiếc xe đua. Bạn đã sẵn sàng cho giải đua lớn chưa? Wow, bạn chạy nhanh quá. Mình chắc là bạn sẽ thắng giải đấu này, Jerry à. Vượt qua họ đi, Jerry. Ồ, chuyện gì vậy, Jerry? Bạn vẫn ổn chứ? Vài tiếng nữa là bắt đầu cuộc đua rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sửa cho bạn. Đợi ở đây nha. Tôi sẽ gọi cho xe cứu hộ Tom. Bạn ấy sẽ giúp được bạn. Chào Tom, ngày dài quá ha. Nghe nè Tom, xe đua Jerry đang gặp sự cố, trong khi bạn ấy phải tham gia cuộc đua trong vài tiếng nữa. Bạn ấy cần bạn giúp. Tuyệt lắm Tom, bạn là một anh hùng. Đi theo mình, chúng ta đi tìm Jerry thôi. Kìa Tom, Jerry ở đằng kia, đang đợi chúng ta. Ồ, cẩn thận đó Tom. Nè Jerry, Tom tới rồi. Chúng ta đi thôi. Về gara nào mọi người. Sẵn sàng chưa Jerry? Còn Tom? Vậy chúng ta làm gì trước đây Tom? Ồ, đúng rồi. Phải thay bánh xe trước. Chà, vì bạn luôn chạy với tốc độ cao nên không quá thắc mắc khi bánh xe của bạn bị mòn hết rồi, Jerry à. Để xem chúng ta có bánh xe mới nào cho Jerry không. Dùng chúng được không, Tom? Không sao, đúng rồi. Chúng quá nhỏ so với Jerry. Còn những cái này thì sao? Phải, những bánh xe này hoàn toàn thích hợp với Jerry. Đến lúc tháo bỏ bánh xe cũ ra và thay những cái mới vào. Nhìn bạn tuyệt lắm, Jerry. Còn gì nữa sao, Tom? Đúng rồi, ghế ngồi cũ hết trơn rồi. Cái đó kìa Tom, có được không? Tới lúc thay ghế mới rồi. Thật là thích, phải không Jerry? Nhìn Jerry rất hạnh phúc. Ồ, nhìn cái cánh cũ ở đuôi xe kìa Tom. Mình nghĩ chúng ta có cái tốt hơn dành cho Jerry đó. Mà bạn nghĩ màu nào sẽ hợp với Jerry đây? Cái màu đỏ sọc đen hả? Lựa chọn tuyệt lắm Tom. Chà, Tom,
giờ nhìn Jerry thật hoàn hảo, cứ như là một quán quân vậy. Vì vậy Tom, ồ, ngạc nhiên chưa? Một cái nhãn số thứ tự mới dành cho xe đua. Chúc bạn thi tốt trong cuộc đua và vui vẻ nha, Jerry. Tạm biệt. Tạm biệt, Tom. Hẹn gặp lại.